mua trên sọp B. Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ làm một vlog về sửa sang lại phòng ốc nha. Nói sửa sang vậy thôi chứ mà cũng chỉ là thay làm mới lại cái bộ ra giường của mình thôi à. Và mình cũng review một cái shop bán ra giường mà mình mới kiếm được ra, hơi bị hút. Giá cũng phải chăng. Thì nào cùng mình sửa soạn lại cái phòng này nha. Trước khi thay ra giường thì bây giờ mình sẽ giới thiệu những bộ sản phẩm hôm nay mình có trong ngày hôm nay nha các bạn. Thì đầu tiên là mình có, đây là cái chiếu điều hòa, gọi chiếu điều hòa cho lẹ thôi chứ thật ra nó có rất là nhiều kết cấu nha các bạn. Nó làm được, nó được cấu tạo từ cao su non latex tiêu chuẩn Thái Lan 5D nha. Chưa hết, trên bề mặt vải của nó là bằng vải Tencel nha các bạn, nằm cực kỳ mát, thấm mồ hôi nữa. Mình đã xài qua thử rồi, những cái vải cotton 100% này nè, tất nhiên là nó cũng sẽ mát, nhưng mà cái này nó có cảm giác mát lạnh hơn nha, bởi vì cái bề mặt nó được làm bằng cái lớp lụa nữa. Mà các bạn biết, mình sờ lên lụa Tencel là mình biết nó sẽ mát tay cỡ nào rồi, nên nằm cảm giác lưng của mình sẽ không bị hầm. Giá thì cũng hơi chỉ một cái chiếu này mà so với một nguyên một bộ ga giường trung bình thì có hơi nhích lên một xíu, nhưng mà tiền nào của đó thôi các bạn. Đây là mình mua size mét 6, có rất là nhiều hình dáng nhưng mà mình thích đơn giản cho nên nhưng cái này thì không đơn giản. Nhưng hôm nay mình muốn độ tông màu khác một chút xíu thì đây, tí nữa mình chạy lên mình sẽ biết nó đẹp như thế nào nha các bạn. Bộ sản phẩm thì gồm có một cái chiếu, nó có 4 góc được gắn cái thun như thế này để mình gắn vô 4 cái góc nệm của mình đó, cho không bị tụt á. Dự nệm của mình là mét 6. Nó mình coi trên sập đây thì có mét 6, mét 8, mét 22. Và nó có đi thêm kèm thêm hai cái vỏ gối size 50 x 70 nha các bạn. Hai vỏ gối. Khá là ok. Đây, cái lớp mặt sau của nó nè. Đó. Nếu mình bày hết ra là sẽ biết kết quả thôi. Và mình mới mua một cái gối. Đây. Gối này là gối dành cho người thích gối thấp. Tại mình không thích gối cao, các bạn mình hay bị đau cổ á. Mình cũng không biết lý do vì sao đó. Mình đi kiểm tra nó không ra bệnh, nên mình gối thấp. Cái này là định hình lại cái cổ của mình đó các bạn, hỗ trợ cổ và gáy á. Đây. Đây chính là cái gối ngày hôm nay mình sẽ thay đổi. Đó là mình xài gối cao su. Nhưng mà mặc dù nó vẫn tốt, gối cao su non thì nó tốt rồi, các bạn cũng biết công dụng của gối cao su rồi. Nhưng mà phải mua đúng loại nha, mua ba cái gối cao su mà người ta quảng cáo tràn lan trên thị trường chỉ có 200.000 á, thì gối cái loại đó nó xẹp lép và nó cũng không có hỗ trợ được gì cho cái cổ của mình đâu các bạn. Nhưng mà đối với mình, cái gối cao su đó thì nó cũng vẫn khá là cao một chút xíu. Thì mình xem review, mình được biết cái gối này được kết cấu là bằng sợi, làm từ sợi đột nành Hàn Quốc, công nghệ á, lấy ra từ hộp đột nành luôn nha các bạn. Tơ của nó là cực kỳ thấm hút mồ hôi, đã vậy còn hỗ trợ cái mùi cho mình không có bị cảm giác đau mỏi á. Cái nó làm cho mình cảm giác thoải mái nữa. Cái gối này nó chỉ dài khoảng 5cm thôi, bởi vì mình cực kỳ thích gối thấp. Bên trong cái gối này là ruột lông vũ nhân tạo, khá là ưng ý, bởi vì một cái gối thôi mà nó cũng đang mắc bằng nửa cái chiếu này rồi đó các bạn, cũng tiếc tiền dữ lắm. Và cái bóng đầu cuối cùng đó là cha Dior. Yeah, thấy sang không? Thấy sang không? Thấy khoe cái này kêu tưởng đâu làm YouTube giàu lắm, mua được Dior luôn. Nhưng mà đây nó chỉ là cái chân mang họa tiết Dior thôi nha các bạn. Thì đây là size mình mua nè,
chiều rộng là 1,5 m, chiều dài là 2 m. Mình không mua chăn bực bởi vì mình thật ra là các bạn muốn mua những cái bộ ga giường tiện lợi là gồm cả ga giường chăn bự bự giống này này này, đúng không? Các bạn sẽ nghĩ là mình sẽ mua cái bộ ga giường đó để cho nó đồng đều, nhưng mà cá nhân mình nghĩ thì những cái bộ như thế đẹp thì có đẹp thiệt, nhưng mà cái mền nó hơi nó lại bị dày quá các bạn. Khi mà mình trải lên cái nệm xong mình không muốn nằm nữa thì mình gấp lại nó cũng vẫn bự á. Nè thấy không, đó đây nè, nó cũng vẫn bự lắm, như thế này nhìn nó cũng không thích, nên mình thích nằm mấy cái chăn mỏng mỏng xong rồi gấp lại nó cũng nhỏ nhỏ gọn thôi, xong rồi mang đi đâu cũng được á, thấy tiện lợi á. Nên mình quyết định là mua cái em này, unbox cái hộp Dior cho sang chảnh vậy thôi. Nhưng nó chỉ là một cái chăn mua trên shop B. Mua trên shop B. Bây giờ mình khui nó ra xem thử nha. Sao vậy, hôm nay sẽ mưa. Nhưng mà không sao, mình thích mưa. Đóng gói khá là cẩn thận nha các bạn. Này chỉ có 200 mấy nhở. Nói chung là mình mua gần 300 ngàn trên Shopee thì mình sẽ để link tham khảo ở dưới mô tả nha các bạn. Cái này mình nghĩ là mình mua về tặng cho người thân bạn bè cũng được, bởi vì nhìn nó cũng sang ấy. Mình mua về mà mình chỉ sợ là nó khác màu trên hình mình thấy thôi các bạn. Thay vì màu y chang như nè, thay vì có cả cái hộp thì lại có một cái bịch có viết đàng hoàng sạch sẽ nha, chứ không có lộn xộn. Rất là đàng hoàng chiếu. Đây là chăn nỉ lông cừu. Mình cũng không nhớ nữa, mình cứ để thông tin đó cho các bạn xem thôi nha. Nó ra rất là nhiều họa tiết, còn nhiều thương hiệu khác nhau, nhưng mà mình cảm thấy cái màu này nè hợp với cái tấm chiếu điều hòa của mình nên mình mua. Mịn lắm các bạn ơi. Mịn lắm mà nó mỏng nữa, nó không có quá dày. Đấy, mịn lắm. Và mọi thứ hôm nay cũng chỉ có như thế thôi. Thì bây giờ cùng mình đi trải lên cái giường xem thử nó sẽ ra như thế nào nha các bạn. Let's go. Đây là tấm ga giường cũ của mình này các bạn. 100% cô tông. Hôm nay mình sẽ rửa nó ra. Bởi vì sao? Ở dưới này mình đã có một cái tấm ga này, đó là tấm ga chống thấm á các bạn, chống thấm mồ hôi á. Các kiểu á, mình bình thường mình sẽ xài hai lớp như vậy, với lại là nó bảo vệ cái nệm của mình luôn. Nói thích họa tiết đơn giản nhưng nó khá mà mẻ đó các bạn. Đôi khi mình cũng phải làm trẻ hóa cái tâm hồn của mình chứ, đúng không? Đây là cái giường mình đã xong. Mọi người đừng quá để ý cái ga chống thấm nha các bạn. Bởi vì cái này là mình mua cũng khá là lâu rồi. Lúc mà mình mua cái chiếu điều hòa này là mình cũng không có suy nghĩ tới cái ga chống thấm là cũng phải màu như thế. Thì hôm nay mình mua cái chiếu điều hòa này xong thì lúc đưa lên giường thì mình mới thấy cái màu xanh này nè, nó khá chọi với cái giường của mình. Nhưng mà thôi không sao, mình có thể sửa đổi bằng cách đặt cái màu xám y chang vậy cũng được, đâu có sao đâu, đúng không các bạn? Nhưng mà mình recommend các bạn mua cái chăn này nha, chỉ có hơn 200 nghìn thôi, mà mang đi đâu cũng được, làm quà cũng được này các bạn. Video của mình tới đây là kết thúc rồi. Mình cũng chỉ muốn share cho các bạn vài chỗ mình mua đồ ok ra thôi. Thì mình là một người hay mua đồ linh tinh mà. Nếu có thấy cái gì hay mình cũng chia sẻ lại hết cho mọi người bằng cái reaction chân thực nhất
chứ mình không có quảng cáo hay PR cho bất cứ một cái nhãn hàng nào hết nha các bạn. Nếu các bạn cảm thấy mình làm video chia sẻ hướng dẫn hay thì cho mình một like, một subscribe, một comment nha. Bye bye, xin chào tất cả các bạn ở những video tiếp theo.